Thay rồi, đẹp thế. Chạm tay đúng rồi. Tay sao? Cái tay đây nè, đứa nó rồi, cái tay anh chạm đây nè. Rồi ta. Đấy, đổi áo lên để xong. Cần, cần. Dạ, qua ra biên lại. Sút. Ê. Hello anh em, chào mừng anh em trở lại channel YouTube của Thiên Tài Soccer. Hiện tại mình đang ở sân vận động Bà Rịa với lại mấy anh em đội Vima. Mấy anh em vô trước rồi. Thì mình từ Sài Gòn đi vào thành phố Bà Rịa để tham gia trận đấu này. Này có mang theo một chiếc banh ba lô. Thường đi đá banh như thế này thì hồi trước mình có vô sân Bà Rịa này, mình để mình quay resize rồi. Đợt này vào là đá nha. Và trước có ghé đây để freestyle quay clip đồ, nhưng mà đợt này thì ghé được đá luôn, đá sân vận động Bà Rịa, đá được trải nghiệm mặt cỏ. Đợt này mình biểu diễn với mặt cỏ thì thấy cũng bình thường thôi, mà lần này là đá mọi thứ nó sẽ khác ha. Và nếu anh em thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh nha. Và mình đã lên khán đài. Đây là đội đối thủ. Mình đã mình đi đâu hết rồi? Chắc vô phòng thay đồ hết rồi. Phòng thay đồ ở đâu ta? Phòng thay đồ. Này đi đá với anh em Vima FC. Đó, phòng thay đồ đây rồi. Có đồ luôn anh luôn. Ai cho tao áo? Đây. Đây. Thi anh mờ, hết mờ mẹ. Thay đồ. Lo lo lo. Đợi cho lo. Ai mặc số 7 á? Đã không. Rồi. Thay giày trước luôn đi. Thay giày. Đợt này là đi đá ở sân Bà Rịa, mình chuẩn bị sẵn một đôi giày mới, đôi Mizuno Morelia Neo, mang băng gói ha. Như rồi sau khi khoảng thời gian dài vẫn thường giờ phải mang băng gói, cái này là cái băng mới luôn, mình cũng đang xài cái loại băng này. Thì băng này nó giống như băng trước, cũng hơi dính thôi. Ai quan tâm cái băng keo quấn gói này thì link trong phần mô tả. Và còn nhiều sản phẩm khác nữa, anh em nhớ ủng hộ kênh của Thiên Tài Soccer nhé. Phong cách của mình thì đó giờ thích mang giày có lưỡi gà và cột dây, kiểu là để xỏ vô cho nó dễ. Thêm phần nữa là phù hợp với những cái đôi chân mà có tiết diện bề ngang rộng nữa, mang vào thấy thoải mái. Chứ Adidas Nike dạo này cổ cao xỏ vô thấy cực ghê, nên mình đổi qua Mizuno luôn. Còn đôi Adidas màu đen mình để ở nhà, để dành khi nào mà trời mưa, giông, gió, bão, bùng thì lấy đôi đó mang. Một đôi mang trời nắng, một đôi mang trời mưa. Hợp lý vậy? Okay. Sẵn có nhiều anh em hỏi mình cách cột giày sao cho nó ok, thì thật ra thì mình không biết hướng dẫn như thế nào trong cái phần cột giày này. Thôi, anh em xem theo cái video clip này nha. Xong. Anh em thấy phòng thay đồ của câu bộ bóng đá tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu như thế nào? Thả comment vào đây cho mình biết với nhé. Thay đồ xong, chụp hình xong. Đá thì dĩ nhiên là phải gỡ đồng hồ và gỡ vòng ra rồi. Đó. Đó. Mình sẽ cất cái này vô ba lô. Cất đây đi. Đây là cái đồng hồ Casio mình được tặng. Ở đội tuyển Việt Nam thì mỗi người đều đeo một cái giống như thế này. Thay đồ xong ha. Phòng thay đồ đẹp thế. Ra sân nè. Lên đồ hả. Mình thì có một cái túi giày treo một bên, một túi bóng treo một bên. Giày mới.
Mizuno, Moleria, Neo. Hai, hai băng gối hai bên. Giờ thì khởi động thôi. Có chỗ ngồi. Đợt trước mình ghé qua thì nó bích lại hết rồi, hôm nay thì đá nên thành ra có cho ngồi đây để ngồi với mà sao thấy đổi đồ. Mấy anh em tập trung chụp hình. chụp hình. Anh em làm kiểu ảnh trước khi vào trận. Lâu lâu có dịp ghé sân Bà Rịa với cái mặt cỏ xịn sò, Yeon, Yoisia thì phải kịp kỷ niệm chứ sao. Đá thì ít mà lo chụp ảnh thì nhiều. Bi anh Tài Điền. Khỏe anh. Khỏe. Phương Mụn. Trời tóc giống nhau vậy ta. Anh cấp kiểu tóc đúng không? Đúng rồi. Anh Tèo Bình Dương. Lê Văn Tèo. Trời anh Phương Râu. Làm gì anh? Mua cho nó đỡ. Mua kem chống nắng mà giờ trắng hết da luôn rồi đó. Anh Thanh. Phải anh? Không có bành. Gì dán dữ vậy? Sáng mới đá bành. Trời mới đã sáng dán luôn rồi. Nay chụp gôn hả? Dạ em chụp luôn anh ơi. Hình đá đi chứ. Thôi thể hình tốt quá xuống chụp gôn cũng được. Nay có anh Toàn An Bình Văn nữa nè. Khỏe không anh? Lâu rồi mới được chụp anh với anh Toàn nè. Đang ra tốt xinh đẹp. Ủa sao tóc giống em vậy ta? Tóc này gọi là con sâu nướng với bạc. Mà sao trắng trắng nữa vậy? Mới bôi kem chung. Trời ơi, che anh Phương Râu luôn. Nắng mà rỉ cho nên là mình phải bôi kem cho đi tắm biển. Thanh Ma Su, Đức, Phương Mụn, Tài Đen, anh Thanh Đen, Thanh Bê Tông, anh Cường. Có, Thanh Ma Su. Đã luôn. Ghê rồi. Trời. Ghê. Anh Vũ Trọng Tài. Anh Tèo Bình Dương. Anh Bình nay không đá anh Bình. Đá chưa? Chưa thay đồ đi nữa. Đồ đâu thấy. Hết đồ luôn hả? Hết rồi. Trời dám ăn. Anh Hiền chở cá. Anh Dũng. Ủa, em tên gì ta anh quên mất tiêu nè. Cun hả? Dạ. Tên Cun luôn hả? Dạ. Rồi hả? Em người Thái Lan hả? Dạ. Phải không? Người Thái Lan luôn hả? Dạ. Nhưng gốc Việt Nam hay sao? Gốc Việt. Mẹ người Việt, ba người Thái. Dạ. Sao không đá bên Thái mà đá ở Việt Nam chi giới cực vậy? Chú Bình đủ về Việt Nam đá. Chú Bình chưa về Việt Nam đá. Anh em đo đá trước rồi, mình thì giật cái mặt cỏ riêng thôi. Mình tới đây để mình quay clip tân banh rồi. Lần đầu tiên được đá trên mặt cỏ như thế này. Cỏ sưng vận động Bà Rịa. Ây da, chủ một phát ngay camera. Ui, né. Đây, để đó nha. Hú hồn, suýt tí đạp trúng cái điện thoại mình để đó. Một chạm nha. Một chạm. Đây là phía sau lưng khung thành. Khởi động xíu nè. Bước 1. Một và chuyện dài.
chân trái mình không có thể nào mình đá bổng được, chưa dám đá bổng. Chạy cái khu vực ngoài đường biết như thế này thì nếu mang giày móng thì anh em chạy cẩn thận nha, trượt té đó. Sao quá. Chết tôi. Không vào. Ronaldinho tất nè. Kệ chứ hả. Ngực. Ho luôn, ngực nhỏ quá, đỡ ho liền. Neymar. Ok. Zidane. Ok, thôi được rồi. Nghỉ. Thôi động nhiều đó đủ rồi. Anh em có muốn mình hướng dẫn mấy skill này không? Thả comment vào đây nhé. Khởi động mà thở luôn rồi. À, không có trọng tài nên Lê Văn Tèo vô bắt trọng tài luôn. Trận này thì đội có thuê trọng tài ở Bà Rịa nhưng không hiểu sao lại bị cho leo cây. Nhưng thôi không sao. Đội Vima FC có rất nhiều là anh em đã và đang là trọng tài chuyên nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chà, phất dài tốt quá. Bạn này tốc độ cũng tốt nữa. Không vào. Cầu thủ số 11 đua tốc độ vừa rồi là một cầu thủ chuyên nghiệp đó nhé. Mình không tiện nhắc tên, nhưng anh nào được biết thì cứ comment vào đây nha. Xin xa được không? Xa lắm. Rồi bấm banh vô khung thành luôn. Lê Tâm. Anh Thi. Chặt khe đi. Không chặt khe, dẫn bóng luôn. Hồ Đức, anh Đức được chuyền lên cho Trần Phương. Ghi bàn không? Ra ngoài. Trọng tài đã phất cờ việt vị rồi. Và sẵn kể luôn đội bạn, đó là một đội bóng mạnh ở Thành phố Hồ Chí Minh, có nhiều cầu thủ phổi khá tốt bên ấy, pha lẫn với một số cầu thủ chuyên nghiệp nữa. Đội mình thì toàn là dân lão tướng yếu yếu không à, nên xác định hôm nay chắc là lấy rổ đựng banh rồi đó. Rồi không việc vậy, lỗi của JB không bắt việc vậy. Chuyền ngang. Có gì không? Và đã có bàn thắng. Đừng phất dài tốt quá. Đứng chờ nó tới chính, đúng rồi. Bước một tốt. Ra ngoài. Thời tiết hôm nay đẹp quá. Không biết vậy. Chuyển chuyền ngang. Không vào. Vẫn có bàn thắng. Pha giữ bóng bằng một vị trí rất khó chịu của anh Bình số 5.
liên tục đường phát bóng qua cho bên số 11 này. Chạy nhanh thiệt. Sao theo nói. Cố lên Bình ơi. Ok. Vẫn còn. Còn luôn. Râu. Thành lỗi rồi. Ồ, bước 1 hay vậy. 14. Hai trung vệ mới theo được. Chuyền lên trên Phương Râu, tới chân rồi. Hơi sâu rồi. Chuyền ngang chân. Cú sút. Cú chích mũi của anh Phương Râu không qua được tay thủ môn. Trần Hải. Ú, đường chọt hay quá. Lễ Tâm. Cú dứt điểm. Một đá hay quá. Không có phạm lỗi. Không vào. Hay quá anh Bình ơi. Toàn. Ờ, đường chuyền của Nguyễn Văn Toàn không qua được. Nhưng bây giờ là Kun. Kun 21. Đường chọt khe cho anh Phương không thành công. Và giờ là Phương Bụng. Trường Phương. Đảo chân. À. Cool. Hải. Anh Toàn. Cú dứt điểm của anh Toàn bóng chệt quá nhiều qua bên trái. Hết hiệp 1. Nửa cuối hiệp 2 và mình đã được vào thi đấu. Mình đá hậu vệ cánh trái. Đã tiếp đi Thanh. Nè Thanh ơi. Pha ghi bàn vừa rồi đó là của một cầu thủ từng ăn tập Lò Hoàng Gia Lai chung với lại Minh Vương Tuấn Anh. Đội bước 1 qua người và cú dứt điểm quá sát tốt. Tay tay. Tốt Kun. Người ghi bàn thắng okay. Vừa rồi đó là Kun, cháu của anh Bình. Từng ăn tập chuyên nghiệp từ nhỏ tại Thái Lan. Mình sau lưng. Tốt Dũng ơi. Tốt Bình. Tốt Hiểu ơi. Lên lên lên. Chạy anh Phương. Trời. Quân luôn.
Hái. Hái. Hương. Em được. Tính là úp mu góc gần, nhưng sau thời gian bị chấn thương thì mình nghĩ là kỹ thuật sút của mình cần có thời gian tập luyện để cải thiện lại. Hãy. Sút được. Kệ tốn hả? Quen đá sân 5 với sân 7 rồi, ra sân 11 thấy rộng quá. Cố gắng đá mạnh thường dẫn đến những cú sút thiếu chính xác. À, lúc này mình đổi vị trí rồi nha. Lên đá tiền vệ chứ không còn đá hậu vệ cánh nữa. Đâm dê. Và đứng yên cường. Bình báo vô anh Bình ơi. Hiểu anh Hiểu ơi. À. Đổ mặt đó anh em. Dễ anh dễ. Lại. Lấy Hải. Phượng, đẩy Hải. Con. Rồi, nhãn giò. Tấu con. Và đây là cú đá bên của Hải Dế, một người con sinh ra tại đất Phú Yên. Anh em 78 điểm danh nào. Ây da. Bảo Vũ ơi. Bạn thủ môn vừa bắt quả Ben vừa rồi cũng là đồng đội của mình hồi thời mình còn trẻ, tập ở câu bộ Futsal Maseco. Cú đá Ben quá dễ nên thành ra khó hạ gục được bạn ấy. Và sau tình huống vừa rồi, có lẽ là cầu thủ đội bạn đã bị chấn thương cổ chân. Nhìn gương mặt có vẻ là rất đau. Mình ở cạnh pha bóng đó, anh Dũng chủ đích phá bóng nhưng chân hơi chậm. Cầu thủ kia chân nhanh hơn nên đá quả bóng đi trước, vô tình ăn nguyên cái dầm giày của anh Dũng. Cũng vô tình thôi chứ không cố ý gì đâu nha cả nhà. Không có chịu thôi nha. Chế biên. Vậy hả? Bước lên cường. Đứng lên. Hải. Em lên đây. Đây.
Hải. Tao tao tao. Phương, Hải. Anh Tài ơi. Anh Tài ơi. Anh Tài ha. Đã không đó sự vô anh. Truyền ban vật di chuyển khá ổn, nhưng cú dứt điểm thì không ổn tí nào. À quên, nãy giờ anh Thi Béo, quản lý đội Vima đang làm trọng tài nha anh em. Heo ơi. Trời ơi. Về luôn. Anh. Tổng Hải. Ok. Ê. Cần, cần. Dạy qua, ra biên lại. Sút. Ê. Tốt rồi. Tiếc quá xa tiếc. Suýt nữa anh Toàn An Bình Văn đã có pha dứt điểm siêu phẩm ngay góc A. Hứa lên gì? Sao anh? Sao anh? Bây giờ cười đau hay sao? Thật chưa vô. Sao anh? Rồi. Chắc là tự đau chấn thương cũ. Ây da. Bước qua bên ơi. Lôi lên mình. Chạy đi. Ok. Ok. Để mà anh trả đâu bạn. Đến đây ơi. Số chế vô rồi. Trời ơi. Cù đô. Ủa. À không phải. Tuấn cù. Tuấn cù. Chuyền banh trên mặt cỏ. Đảm bảo được chuyên môn. Nhận banh. Chuyền banh. Chuyển sát banh. Chuyền dài. Chuyền ngắn. Cái kiểu. Nó đảm bảo. Giữ banh là cảm giác nó rất là ổn khi chơi trên một mặt sân rất là tốt như thế này. Đối với những người chơi phong trào mà kiểu như là kỹ thuật mà còn kém á, mà chơi trên cái mặt sân nó xấu nữa thì càng kém hơn. Nên ra là ai mà kỹ thuật còn kém á, tốt nhất là nên chơi cái mặt sân nó ổn định vậy, dễ chơi. Ít nhất là nhận bóng và chuyền bóng được. Còn ai chơi chuyên nghiệp mà giỏi quá rồi, quen với mặt sân gồ ghề, đỡ phô và cảm giác bóng nó tốt rồi thì ok, thoải mái, chơi đâu cũng được. Mình không biết là đá sân 11 chơi cỏ nhân tạo thì nó sẽ không phù hợp với là một số lứa tuổi, chẳng hạn như là mấy anh, mấy chú, mấy bác mà 50, 40, 50, 60 mà chơi trên mặt cỏ nhân tạo đúng là khó thiệt. Đơn giản là tại vì mặt sân cỏ nhân tạo rất là cứng, đá nhiều sẽ hại dây chằng và sụn chêm đầu gối. Chơi trên cỏ thật thì đỡ hơn. Nhưng mà ví dụ mấy anh em chơi văn phòng 30 tuổi, 20 tuổi, tầm đó thì đá cỏ thật với cỏ tạo thì chắc cũng không vấn đề gì đâu. Một trải nghiệm thật là tuyệt vời nè. Anh em thấy hay, nhớ like, đăng ký kênh, đón chờ clip mình trong thời gian tới nha. Mình sẽ cố gắng đi nhiều sân khác để đá, mà hy vọng kiếm được đội để đá chung đó, quan trọng ở các sân đó, mấy cái quan trọng á. Chứ còn nếu mà đi một mình ra chỉ được đá mấy sân phủi ở cái tỉnh thành thôi. Anh em nào muốn mình đi tỉnh thành nào nữa thì nhớ comment bên dưới cho mình biết nha. Mình Phạm Thi xin chào, bye bye.